Chào mừng các bạn đến với kênh Nhân Quả Luân Hồi. 50 thứ ấm ma trong kinh Lăng Nghiêm. Hiện tại chúng ta đang nghiên cứu 50 thứ ấm ma, nhưng sợ rằng có đến 500 loại ấm ma sẽ xuất hiện cả đây. Cho nên các vị đừng mở cửa để hoan nghênh chúng làm loạn. Tuy nói là ma, song nhìn bề trái của nó thì chúng đến để giúp đỡ sự tu đạo của mình, xem chí nguyện của mình kiên cố hay chẳng kiên cố. Nếu kiên cố thì dù ngàn con ma tới mình cũng không thay đổi lập trường, vạn con ma tới mình cũng không thối lui. Cái gì mình cũng không sợ cả. Nếu mình không có sợ cầu thì tức là đáo vô cầu xứ, tiện vô ưu. Nghĩa là khi lòng không mong cầu, tâm sẽ hết âu lo. Vô sợ cầu tức là không có điều gì sợ hãi. Sợ cái gì? Cũng giống như người sợ quỷ, nghĩ rằng quỷ hết sức ghê gớm xấu xí. Người nào cũng nghĩ rằng người chết thì biến thành quỷ nên lo sợ, nhưng không ai sợ thần. Ông thần Kim Giáp là kẻ hết sức lợi hại mà chẳng ai sợ ông ta. Khổng Tử từng nói rằng, kính quỷ thần nghi viễn chi, nghĩa là kính quỷ thần nhưng lánh xa họ. Song mình đừng sợ quỷ cũng đừng sợ thần, mình cung kính họ nhưng không cần phải thân cận với họ. Ma là thứ đến thử thách người tu đạo, nên các vị đừng có lòng khủng khiếp lo sợ. Nếu mình sợ sệt thì dù không muốn kêu ma lại, nó cũng sẽ tới. Nếu mình không sợ thì nó muốn lại cũng không được. Đó là mật quyết vô cùng trọng yếu. Đừng sợ hãi, khi mình không khiếp nhược, không lo sợ thì tự nhiên mình sẽ tránh. Tránh thì có thể hàng phục mọi thứ. Vì lẽ tà bất thắng tránh. Ma sợ nhất bốn chữ tránh đại quang minh. Nếu mình mà tránh đại quang minh thì ma sẽ nét giữ quy củ, chúng sẽ hướng về mình mà đảnh lễ. Bây giờ hãy nghiên cứu cảnh giới 50 thứ ấm ma. 50 thứ đó tức là sắc, thọ, tưởng, hành, thức. Đây bất quá là nói sơ lược cốt tủy mà thôi. Kể tường tận thì cảnh giới của chúng thật vô số, không thể hết được. Nên Phật chỉ nói có 50 thứ là để giúp người đời hiểu và quan sát dễ dàng. Khi sáng tỏ được đạo lý của 50 thứ ấm ma thì mình sẽ không bị cảnh giới đó làm dao động. Đó là điều hết sức quan trọng. Nếu muốn đừng bị cảnh giới làm dao động thì đầu tiên mình phải trì giới. Giới là căn bản của tất cả các định, định là căn bản của trí huệ. Huệ là căn bản để thành Phật. Nếu muốn thành Phật thì nhất định phải tu giới định huệ. Tu mà không tương hợp với giới định huệ tức là mình tìm cầu pháp ở bên ngoài tâm, tức đã là hướng ngoại truy cầu. Khi có giới lực thì mình sẽ đắc định lực, có định lực thì mình sẽ có huệ lực, vì chúng là tương sinh, giới sinh định, định phát huệ, huệ thành Phật, thiếu một thì chẳng thành được. Do đó, hiện tại mình phải dùng thái độ khách quan mà nghiên cứu, đừng có thái độ chủ quan. Khi có thái độ chủ quan thì rất dễ có sự thiên lệch. Mình cần phải dùng trạch pháp nhãn, tức là con mắt biết nhận định chân lý mà quán sát. Dùng trí diệu quán sát mà nghiên cứu, nhưng đừng chấp trước ở điều mình quán sát. Trí diệu quán sát cũng giống như cái gương vậy, chẳng khác gì mấy với trí đại viên kính. Trí đại viên kính thì chẳng dao động mà có thể hiện ra tướng thật của mọi sự. Còn trí diệu quán sát thì có năng lực quán sát mọi vật, khiến mình biết được mọi vật một cách rõ ràng. Phải dùng thái độ khách quan, không thiên lệch thì mới nhận thức được cảnh giới một cách rõ ràng. Các vị mà nhận thức thấu đáo được cảnh giới thì sẽ không bị nó làm cho mê loạn. Ha ha ha,